Hello, YouTube Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào tất cả anh em nha. Hôm nay lại là em đây, Nông Cơ Phúc Luân anh em nhé. Địa chỉ của em ở Long Hà, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại của em là 0344341750. Số điện thoại của em có sử dụng Zalo, Facebook anh em ha. Anh em mua hàng liên hệ qua số điện thoại kết bạn qua Zalo. Hôm nay tiếp theo là em sẽ lên cho anh em một cái lô T. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 6. Hôm nay chủ nhật cuối tuần anh em nhé. Thì trời cũng sắp mưa đây. Trời hôm nay soạn khá là nhiều máy với lại cần đồ anh em. Thì em cũng quay qua cho anh em xem. Anh em xem được mẫu nào anh em chốt giúp em ha. Đó là lô T. Quay lại lô T ngày hôm nay thì đây em sẽ quay và báo giá cho anh em luôn. Để trời cũng sắp mưa rồi anh em ơi. Đây. Tôm nè. Có cây cần tôm lớn nha anh em. Tôm của nó đây ha. Đó, tôm đây. Và cái mẫu cần này nó cũng tên là 43 này. Rồi cây này là đã có qua sử dụng một nước rồi nhé. Có qua sử dụng rồi. Nó còn khá là êm á, không có tay lái nha anh em. Đầu bò của nó nè. Nói chung là còn nguyên zin và lăn êm hết luôn anh em ạ. Con này thì khá là ok, nếu cây này về anh em chỉ có sơn lại thôi là đẹp nha anh em. Ở đây em không có sơn lại em bán cho em để vậy em bán luôn. Nói chung là không có sơn lại em bán nữa ha. Cây này anh em mua thị trường á, mua đúng cái cần này á, là giá bãi của nó tầm khoảng 1,3 triệu một cây á anh em ơi. Rồi thôi cây này giá của nó là 650.000 nha anh em, 650k cho cây này ha. Rồi ok. Vào cây thứ hai nè. Cây thứ hai em có cái con này là cần của nó đây. Cần của nó ống 28 nha. Đây. Con này con gì đây? T200 nha anh em. Máy thì còn giật được ha. Đó, không có bình sân con. Con này cần của nó không có tay lái gì hết nha anh em. Bán nguyên cục vậy cho anh em luôn ha. Đó, bán nguyên cái con này luôn, bán cho anh em 750 nha anh em. T200 ha. 750k. Anh em nào lấy thì lấy ha. Rồi, tiếp theo bây giờ em sẽ quay về cái cần. Cần ở đây đang do mất máy vậy. Cho 1.2 gì đó. Rồi. Cây cần số 1 nha anh em. Cây cần số 1. Cần này thì có đầu bò nè. Đầu bò ha, đó. Đó, hơi lăn, hơi cứng. Thì cây cần số 1 này tôm lớn nha anh em. Tôm lớn ha. Này, chén rồi đẹp nè. Rồi tay lái đây. Con số 1 này giá của nó có đầu bò luôn ha. Con này em bán 280. Tiếp theo qua cây cần số 2. Cần số 2 thì tay lái đủ ha. Chén của nó thì rất là đẹp. Cần số 2 này tôm lớn của Hitachi nha anh em. Tôm rồi đẹp ha, bao da đủ. Cái này đầu bò nè. Đầu bò thiếu bộ chén ha, thiếu bộ chén có cạn cỏ nha anh em. Đó. Cây này thì nó dài cũng khoảng mét 6 anh em. Cây số 2 ha dài. Rồi cây này giá của nó 300 nha, cây số 2. Cây số 3 nè, một cây cần. Cần này chén rồi xoay nha anh em, tum nhôm nè, xoay tum nhôm. Tay lái đủ ha, tay lái. Cây số 3. Đầu bò của nó đây anh em. Đây đầu bò đây. Đầu bò nó hình dạng vậy ha. Đủ ốc hết nha anh em, đủ ốc. Rồi cây này cây số 3. Cây số 3 này em bán với mức giá là 300k nha anh em. 300k cho cây số 3. Đây qua cây số 4 ha. Cây số 4 một cây Hitachi. Cây này thì đầy đủ chén kẹp luôn anh em. Cây này dài 1m6 ha, 1m6 Hitachi. Con này giá của nó là 400. Đủ chén kẹp nha anh em. Cạn cỏ đủ. Đủ tay lái. Đó, giá 400 nhé. Rồi. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 nè. Tum lăn êm. Đó. Đây xoay đỏ nha anh em. Bao da thì nó hơi rách. Cây này thì 1,5m thôi anh em ơi. Ti của nó ti vuông nha. Ti vuông. Đó. Rồi, cây này em bán về cho anh em vô đầu bò và tay lái. Giá của nó là 240.000 nhé. Cây này cây số 5. Rồi kêu tắt bưng này vô luôn đi. Tiếp theo lên cây số 6. Cây số 6 chén của nó hả? Chén của nó cũng lăn nha anh em. Nhưng mà chén nó hơi xét. Nhưng mà cũng ok anh em. Còn rất là đẹp. Thì cây này là ti của nó 7 khí ha. 7 khí. Cây này dài cũng 1m5 mấy á. Rồi cây số 6. Thì cây số 6 này giá của nó em bán cho anh em 200.000 nha. 200.000 cho cây số 6 đi. Rồi. Cây số 7 nè, Hitachi. Chén rồi đẹp nè anh em, lăn êm nè ha.
cây số 7 tum lớn. Đó, cây này ngang tới đây, tới mũi em ha. Rồi cây số 7 là ti vuông nha anh em, ti vuông lăn em, cạn cỏ có luôn ha. Rồi cây số 7 này 220.000 nha. 220.000. Rồi qua cây số 8 nha anh em. Đây, cây số 8 thì chén chuông rồi của nó chưa xài, như mới luôn chưa xài. Nó bị cứng nha anh em, chắc này cứng đạn thôi. Này đẹp lắm, xoay ha. Con này ti chín khía, 269 nha anh em. Này là mới có bán hết. Rồi, cây số 8 này em bán với mức giá là 200 đi anh em ha. 200. Rồi cây số 9, một cây lăn. Đó, lăn em, cây số 9 lăn em này, tay lái đủ ha, đủ bao da, cực đẹp. Con này ti vuông. Con này ti vuông ha anh em, ti vuông 26 vuông. Rồi. Cây này cây số 9 ha, cây số 9 này 250 nha anh em. Lên cho anh em tiếp theo cây số 10. Rồi cây số 10. Cây số 10 chén kẹp đủ. À, nó về anh em phải xử lý đầu bò đủ. Tôm rồi đẹp lắm anh em nè. Mà nó bị cứng nha, về anh em xử lý. Đó, tay lái đây đủ ha. Rồi cây số 10 này em bán cho anh em là 250.000 nha. Chén đầu bò đủ. Rồi, giờ qua cây số 11. Cây số 11 ha. Cây số 11 dài ngang mắt em là tầm khoảng 1,6 rồi anh em. Con này đầu bò đủ nè, đầu bò đủ, thiếu chén kẹp nha. Thiếu chén kẹp với ốc, về anh em vô. Con này thì bát ở đây ha. Con này thì giống như nó cường xoay rồi ha. Chén đồ cũng đẹp nha anh em. Chén đồ đẹp, về anh em xử lý lại ha. Rồi. Cây này cây số 11. Cây 11 này giá của nó 400. 450 nha anh em. Cây 11 450 dài nữa. Dạy 1,6 rồi ha, 450 cho cây số 11. Theo qua cây 12. Cây 12 này. Đầu này ti vuông ha. Tùm chén quay em, chân trống, bát trống, tay lái đủ đó. Thì cờ này cũng xoay luôn anh em, ti vuông nhé, 26 vuông. Rồi cây 12 này giá của nó lên bán 230.000. Theo qua cây 13. Cây 13 này tôm đẹp nha anh em, tôm rồi xuất sắc. Nè, tôm xuất sắc luôn. Chén lần êm này, lần êm. Đó. Tây này ti vuông ha. Cây số 13 này, mà cái tôm này không anh em mua 200.000 có nha anh em. Đó, bình thường anh em đi mua thay là biết. Con 13 ha, giá là 230.000. Rồi vô qua cây 14. Cây 14 cũng tôm luôn. Tôm này cũng xoay luôn, chân trống luôn ha. Đó, chén vàng ươm. Rồi, cây 14 này giá 230.000 luôn nha anh em. Cây này có cặn cỏ, ti này ti vuông luôn, lăn êm nè ha. Đây là cây số 14. Cây số 14 230 luôn hả. Tiếp theo cây số 15. Cây số 15 nè, bao da đủ nè. Tùm và lăn nè ha. Tay lái nè. Tay lái là có nè ha, cầm nè. Đẹp. Cây số 15 ti vuông luôn nha anh em. Rồi cây này dài ngang đây ha. Rồi cây số 15 này 280 nha anh em, 280 cây số 15. Tiếp theo qua cây số 16. Đây, cây số 16 rồi nó cao cái nó rồi. Rồi cây số 16 thì dài 1,6 nha. Này đầu bò chén đầy đủ nha anh em, lăn êm nè ha. Đó, đầu bò nó đầu bò xoay kiểu vậy đó, ha. Cây này thì tay lái đủ. Đó. Lăn êm luôn, chân trống luôn nha anh em. Đó, chân trống luôn. Rồi cây 16 này 480.000 nha. 480.000. Cây 17 thì tôm lăn ha. Đầu bò thì lăn nhưng mà nó không biết nó bị cứng đạn hay cứng gì. Tay lái có. Này tay lái có ha. Này con số 17 nè. Này con số 17 này cái đầu bò của nó cũng giống như cây 16 nhưng mà ngược lại nó bị cứng. Ha, bị cứng nha anh em, bị cứng thì về anh em xử lý. Thì con này con số 17 ha, bán cho anh em 300. 300 thôi ha. Con số 18. Số 18 là cái cần Hitachi. Này lăn nha anh em, lăn nhưng mà hơi xét. Thì con số 18 này có đầu bò nha anh em. Đầu bò. Rồi con số 18 này bán cho anh em 200.000 thôi ha, 200.000 về anh em xử lý nha anh em. Số 18 200. Rồi con 19
con 19 thì lăn rồi cũng cứng cứng như con ấy luôn, mà nó có tì à, không có đầu bò ha, không có tì, cái này cứng đạn thôi. Con 19 bán cho anh em 180.000 nha anh em, quá rẻ ha, 180.000. Rồi còn lại cây cuối cùng là cây 20 luôn, thì nó có con dao chọn luôn ha, đầy đủ com lê của nó. Cây này lăn êm hết nha anh em, lăn êm hết nè, lăn êm từ con dao bãi. Tay lái thì nó thiếu một cái bắp đây, bên này thì bên nước ngoài á, người ta quấn dây đó về thì nó để nguyên vậy luôn ha. Tôm của nó thì nói chung là đẹp nha anh em, tôm rồi lăn hết nè. Tôm này chưa có vết mòn. Rồi cây số 20 này với cây mức giá là 500 ha anh em. Cây số cuối cùng là cây 20 này rất là đẹp nha anh em, 500k ha cho cái cây số 20. Rồi là cái lô tê hôm nay thì 20 cây cần ha anh em. Vừa bao nhiêu phút rồi? 11 phút. Rồi mới có 11 phút thôi, hơi ngắn, bắt đầu đi qua bên đây luôn anh em ơi. Rồi trời thì cũng mưa râm râm. Ở bên đó mã 21 20 ha, 20 thì cái lô bên này á, thì cũng là cái lô T, nhưng mà T bên đó thì từ mã 20 rồi, giờ qua đến bên đây thì em giới thiệu cái phần này trước. Thì cái đây em có xích nè, xích cơ thì xích vàng, hôm nay em về lại cái mẫu xích vàng ngày hôm nay nha anh em, 29,5 mắc đó, này là một hộp như vậy là 29,5 mắc nha anh em ha. Xích này xích chung 370 mini, xích chung á chân 91 370 mini đó. Thì hộp như vậy á, bên em bán giá là 110k một hộp nha anh em, 110k một hộp. Thì bình thường nếu mà trên thị trường giá là khoảng 135.000 đến 140k luôn á anh em ơi. Rồi 110.000 một hộp như vậy, 29,5 lần nha anh em. Anh em lưu ý 29,5 nha. Thì anh em nào lấy thì liên hệ. Và rồi cái sản phẩm này em vẫn tiếp tục giới thiệu tiếp cho anh em là bình xăng con Quên Pro, không phải Quên Pro, mà bình xăng con hiệu này là hiệu Fulin. Đó, xài rất là ngon. Và giá em ship từ 2 cái trở lên, giá là 101 một cái, 110k một cái. Là bình xăng này có le đỏ nha anh em, bình xăng có le đỏ. Thì hàng này cũng gần hết rồi, anh em nào có lấy thì tranh thủ lấy. Và cái mẫu này là cái mẫu 430. 430 này thì nó có ron nè, có ron và có luôn cả nắp đậy, nắp chụp trên đây luôn ha anh em ha. Mỗi cái vậy bây giờ có một ron chụp. Đó, hiệu thì cũng hiệu Fulin và nó cực kỳ ngon nha anh em, 430 nhé. Hộp này hộp to nè, xài cho TL với đồ ha. Giá của con này thì 120.000 một cái nha anh em. Bên đây ship từ 2 cái nha. Đó là em đang còn khuyến mãi nhé, vài bữa hết khuyến mãi thì cái giá này nó sẽ tăng lên nha anh em. Đây là bình xăng con, nếu mà hết khuyến mãi thì giá của nó sẽ không còn được như vậy nữa anh em nhé. Rồi hôm nay thì hồi nãy 24 cần 20, bây giờ ở đây em còn 4 cái cần thì em gọt vô cái lô này luôn cho nó xong, cho đủ cái lô cần đi anh em. Đây lô cần này em tính là cây này cây 21 đi, 21 này lăn ok nha anh, lăn ok. Tì này tì nhuyễn nha anh em, tì nhuyễn. Con này con 21, 21 này bán cho anh em 150k nha anh em, 150k. Đây con 21. Rồi con 22. Con 22 thì nó có tôm, tôm hiện tại nó đang xoay nhưng mà nó cũng đang bị mắc vướng một cái gì đó ở cái phần đầu bò. Đây. Này là nguyên một bộ tôm lê của nó, về anh em có khả năng xử lý được. Thì con này con 22 thì con giá con 22 này giá em để cho anh em nguyên tôm lê luôn là 300k. 300k thôi nha anh em. Giờ anh em xử lý là anh em xài ha. Tiếp theo qua con 23. 23 này thì lăn. Lăn ok. Đầu bò thì lăn luôn nha anh em. Lăn tôm xoay. Con 23 này nó cao, nó dài tầm khoảng 1m55, 1m6 đó nè, cũng ngang em. Đầu bò thì lăn hết nè ha. Lăn. Rồi, con này thì 400. 400k cho con 23 ha. Đó, thì bên em sẽ không lộn được đâu, bên em quay mỗi clip nào đây sẽ có
có ghi lên hết nha nè. Tiếp theo con 24. Con 24 là một con cùm tưng đỏ, bao da đệm đầy đủ xoay, tum tum cũng còn rất là đẹp. Đây. Đó, đầu bò lăn êm nha nè, lăn êm hết nè. À, ok chưa? Cạn cỏ bãi luôn, còn nguyên cạn cỏ bãi lớn luôn ha. Đây. Cây này mã số 24. Cây này thì giá của nó là 450k cho con mã số 24 ha. Tổng chiều dài của nó tới 1.6. Đây. Con này mã số 24 ha. Rồi quay lại với con 25 nha các chị. Con này 25 nhé. 25 là một con cắt tỉa hàng rào. Nói chung là anh em muốn điều chỉnh như thế nào thì điều chỉnh. Đó, anh em có thể cắt hàng rào hoặc là cắt cây. Đó, anh em có thể điều chỉnh tùy ý nè. Ra nè, vô nè, lên, xuống nè. Đó, rồi anh em gạt lại nè và xéo lại với nhau nè ha. Đấy, nó có nhiều cái chế độ lắm. Hay lắm anh em. Đó, xéo nè ha. Lên xuống ra vô rồi xéo được hết như vậy. Đó, anh em muốn làm như vậy, anh em khóa cái kịch lại nè. Đó. Rồi khóa kịch lại. Rồi, cầm anh em cắt, đỡ đi cho anh em. Thì cái bàn này nó là cái bàn đế nhé. Bàn đế thì anh em có thể cắt cỏ được. Đó. Nếu anh em cầm như vậy anh em có thể đi mà cắt xung quanh này, cắt cỏ nè. Đó, lấy mặt bằng nè. Hoặc có thể anh em treo nhé. Nó có một cái cách treo thì em cũng không biết cách treo. Nhưng mà anh em về thì anh em làm theo cái phương pháp của anh em ấy, thì có khả năng anh em sẽ nghiên cứu ra được con này ha. Rồi. Con này con số 25. Thì con 25 này á, đó, giá của nó là 1.500.000 nha anh em. 1.500.000 cho cái con 25 này. Động cơ của nó động cơ 2 thì Nhật Bản Mitsubishi T130 ha, rất bền. Hơi của nó chắc lắm anh em. Bình xăng con của nó đây, tất cả là đều là nguyên zin theo nó hết. Thì con này nó chỉ thiếu mỗi nắp xăng. Thì sẽ vô nắp xăng cho anh em. Đủ hết anh em nhé. Lưỡi dao với đế, phần khung của nó thì quá chắc chắn rồi anh em. Đó, nè, buji rồi các thứ nó còn rất là mới luôn. Đó, con này về là nó nguyên zin như vậy đó nè. Buji rồi còn rất là mới hơn ha. Đó. Rồi, 1.500.000 cho con số 25. Con 500 con này 1.500.000 ha. Bao ship cho anh em cho con số 25 này. Rồi, ok. Thì để tiếp theo nối tiếp theo trong cái lô mấy cái cỏ ngày hôm nay ha. Thì anh em đừng quên đón xem tiếp theo nha. Đây là cái lô cần, là em sẽ lên cho cái lô T. Và sau cái lô T này thì em sẽ lên cho anh em lô tiếp theo chữ T nữa là đầu máy này. Thì bây giờ em cũng sẽ chuẩn bị quay và lên clip trong cái lô này luôn. Đó, lên nóng luôn. Thì lô này thì nó sẽ có đầu TL33 ha. Đó, lô này lên sẽ có đầu TL33 như vậy. Và giá của nó thì chưa đến 1 triệu anh em ha. Chưa đến 1 triệu đâu. Đó, ok chưa anh em. Rồi, tạm biệt anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi ủng hộ nha. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi kênh em trong thời gian vừa qua. Bye bye anh em, tạm biệt anh em nha.